Và kế tiếp thì bây giờ mình khỏe rồi thì bây giờ mình làm sao còn phải đẹp nữa, tại vì tất cả anh chị em Chanel của chúng ta là mình làm có tiền, mình có sức khỏe và mình phải đẹp nữa. Thì nếu mà nói tới đẹp là cái đầu tiên là cái da của mình cần phải đẹp, tại vì mình làm trong ngành nail suốt ngày thì mình bị ảnh hưởng tới những cái chemical hoặc là những cái ánh đèn. Thì bây giờ bên Trami sẽ có một cái sản phẩm nói về skin care, phải không? Thì mời Trami. Thì em xin được giới thiệu cái sản phẩm Myoni này, thì là tinh chất collagen thiên nhiên có thể thẩm thấu trong da của mình trong vòng 3 second. Và 10 phút thì nó có thể nâng cơ mình. Là vì sao? Vì nó có những tinh dầu của những cái hoa thảo dược. Nó thẩm thấu cho da của mình và nó làm cho phụ nữ của mình hay là đàn ông nữa, da nó sẽ tạo lại collagen. Như quý vị được biết, như chị Hồng Sâm được biết, thì từ khi chúng ta 1 tuổi tới 25 tuổi thì chúng ta cái collagen nó lên maximum là 800. Nhưng mà sau 25 tuổi thì cái collagen nó sẽ đi xuống hàng ngày. Và cái số lượng nó xuống như vậy thì nó làm da mình chảy xệ. Thì với cái sản phẩm của cái công ty YJ International Group đã làm lên cái sản phẩm Myoni Skin Care với cái tinh chất đặc biệt là 3000 Dayton Peptide về collagen. Nó thẩm thấu vào da của mình và nó làm cho da mình tạo lại collagen. Và khi mà ai xài cái sản phẩm này á, thì một thời gian người ta nói là V-Line không cần phẫu thuật thẩm mỹ. Và bên cạnh đó nó rất đặc biệt và rất tốt cho những chị em phụ nữ chúng ta làm nail. Vì cái đèn, hồi xưa anh nói cái đèn là cái đèn của anh là đèn hồi xưa là chỉ có mấy chục đồng á, là nó làm cho da của mình bị nám. Thì sau này cái đèn nó mắc hơn chút xíu là cái đèn LED. Thì nó làm cho da không có bị nám. Thì cái tinh chất mà anh biết là những cái dầu gọi là cái gì, cái acrylic, nó làm cho da nó có độc tố. Thì cái này, cái Myonin nó thải độc tố cho da của mình luôn. Dạ, thì ra em khi mà tới cái chương trình chợ nail này, tại vì em biết là đa số chị em phụ nữ Việt Nam chúng ta thì thường là làm nail. Thì mình cũng có những cái gọi là cái sắc tố da nó không được đều. Thì khi đến với chương trình này em rất là vui vì em mang được cái sản phẩm Myoni này đến rộng rãi tới chị em phụ nữ hay là tất cả những quý ông được biết đến cái sản phẩm Myoni. Vậy là quý ông cũng xài được đúng không? Dạ đúng anh. Có nghĩa là cái da mình đẹp á, không phải là để cho mình làm gì hết, nhưng mà cái da đẹp và cái sự tươi trẻ nó gọi là cái phong thủy để cho mình gặp khách. Tại vì mình sẽ gặp khách mỗi ngày, mình còn gặp khách nhiều hơn là mình gặp người gia đình của mình nữa. Đúng rồi. Khi mà em đến với cái Myoni này thì em rất là vui vì không có ai nói em trên 40 tuổi nữa. Dạ em qua có những 40 cái hiện tượng rồi, hả? Dạ nhìn em hơn vậy. 40 tuổi rồi. Hơn 40 hả? Dạ. Thì khi mà 30. Thì khi em xài cái này thì em có những cái hiện tượng là mắt của em có những cái đường nhăn gọi là đường chân chim, hay là cái chỗ gò má em bị chảy xệ. Thì cái sản phẩm này khi mà em có make up đi chăng nữa, em cũng chỉ cần lắc lên. Sau khi em lắc lên em xịt vậy là xong chị. Vậy vì trong cái chai sản phẩm này nó có kem ngày, kem đêm, toner, serum, giải độc tố. Tất cả đều nằm trong cái chai này. Là khi mà mình, nếu mà mình xài những cái sản phẩm khác, em không nói những cái sản phẩm skin care khác không tốt, nhưng mà nó rất là nhiều. Chị biết là kem ngày là một hũ, kem đêm một hũ, rồi toner là một chai, rồi kem dưỡng mắt chống nhăn là một chai, rồi serum là một chai. Thì tất cả những cái chai mà em nói lẳng nhẳng đó nó nằm trong này. Là sáng mình chỉ cần xài, xịt một lần, đi làm về rửa mặt, xịt thêm một lần nữa là xong. Và bên cạnh hỏi là nếu mà mình xịt như vậy là mình có thoa không hay là mình chỉ xịt không? Dạ em? Không chị, tại vì em đã nói là cái này nó có thể là nó thấm là vào da mặt mình. Nó là 3000 Dayton Peptide, là cái phân tử nano của nó rất là nhỏ. Mình không cần massage, mình xài cái sản phẩm này nếu mà mình có khả năng thì một tháng mình đi facial một lần hay là 6 tháng mình đi facial một lần. Mình xài thêm cái này nó dưỡng cho cái da của mình nữa. Cái này nó dưỡng da ha? Dạ, nó dưỡng da, nó làm cho mình săn chống da, nhăn. Rồi nó đặc biệt là nó có cái chất gọi là chất jojoba trong cái tinh dầu jojoba. Mà tinh dầu jojoba đó là làm cho da chúng ta không có tạo lên cái chất melanin. Cái chất melanin là làm cho da chúng mình bị nám, bị tàn nhang. Thì khi mình xài cái sản phẩm này trong vòng 20 ngày thì chúng ta có những có cái đường nhăn ngay mắt là nó sẽ đi, tại vì nó là nó tạo lại collagen cho mình. Thì bên cạnh đó nó cũng sẽ làm mờ những cái nám và cái tàn nhang, tại vì nó hạn chế làm ra chất melanin dưới da vì nó thẩm thấu vô tận dưới hạ biểu bì da của mình. Trước khi mà chị đến đây á, em nói về cái sản phẩm này là chị nhớ là chị có một người bạn. Chị đó là 60 mấy tuổi rồi, phát cho chị coi những cái hình. Ok, before and after.
thì chị nói là ok chị sẽ mua, nhưng mà chị chưa mua vì chị thấy nó đúng là nó work thiệt. Tại vì có phải có cái hình người thật mà cái người đó cũng là người khách chứ không phải là người quảng cáo. Vậy sẵn bữa nay mua luôn ha chị. Chị sợ nhất là quảng cáo. Quảng cáo thì có thể Photoshop nhưng mà đây là một người bạn thì họ nói về cái sản phẩm này. I think I have to get one. Mà cái sản phẩm này là 100% tinh chất thiên nhiên, nó không có alcohol, nó không có chất bảo quản và nó không có hormone. Bên cạnh đó đó chị, nó là có nghĩa là nó an toàn cho em bé 6 tháng tuổi. Những em bé mà bị nổi mẩn ngứa chị, hay là bị bệnh lột da hay là những gì, nó đều giúp cho những em bé không có bị ngứa ngáy nữa. Hay quá. Rồi em cho quý khán giả một cái số phone để gọi về cho em. Nếu mà quý vị có gọi là exciting hay interesting về cái sản phẩm Myoni thì xin gọi cho Trà My số điện thoại là 808 379 6666. 808 379 6666. Dạ. Số phone cho sản phẩm. Cho chú một giây hỏi cháu được không? Dạ. Chú đứng ngồi không yên. Tại vì chú với số tuổi của chú đó, chú 75 tuổi rưỡi. Đúng rồi. Và chú thấy cháu đó, chú tưởng cháu dưới 30. Thì bây giờ đó, trong uống ngoài tha thì chú đó là ở trong rồi. Dạ, đúng còn rồi. Cháu là ở ngoài. Dạ đúng rồi. Thì bây giờ cháu thử spray cho chú coi, thì để cho chú đó, những người mà bằng tuổi chú đó, người nào cũng thích làm đẹp hết. Dạ. Vì cháu làm cháu xịt cho chú chút coi. Thì con nói chú. Cháu đừng xịt vô mắt cháu. Không, cái này nếu mà cái này có cái này vô mắt mình cũng không sao, vì nó không mang vô mắt. Nhắm mắt lại đi, chú nhắm mắt lại đi. Thì khi mà mình xịt về buổi sáng, chú ngủ dậy chú muốn da chú căng săn chắc thì chú chỉ cần xịt lên vậy. Nhắm mắt lại. Rồi anh Cang lại còn như vậy là chú là model cho cháu thôi. Dạ, chú là model cho cháu. Dạ. Vậy kính thưa quý vị thấy không? Quý vị đến chợ Neo có đầy đủ những cái mà đặc độc đáo của nó, nhất là cái cô Trà My này bằng tuổi con gái tôi đó, mà tôi không ngờ có trẻ có như vậy. Thì bây giờ quý vị thấy không, quý vị muốn trẻ với cái số tuổi 75 tuổi rưỡi á, mà bây giờ tôi được spray như thế này hoài đó, chắc quý vị kỳ sau tôi đi chợ Neo lần thứ gì quý vị không nhận ra tôi đâu. Xin cảm ơn nha Trà My. Anh phải mua. Đúng rồi đó, chứ nữa anh Cang là phải mua. Chị cho em giới thiệu thêm một tí nữa là cái rửa mặt của nó. Cái rửa mặt của nó là khi mà nếu mà chúng ta có make up hay là chúng ta có bụi bặm trên mặt thì thường thường là mình phải có một cái chai để lau mắt, lau mascara, lau hết mọi thứ. Thì với cái sản phẩm rửa mặt face wash của Myoni thì chúng ta chỉ cần có một chút xíu lên tay của mình, đánh bọt, thấm cho mặt ướt, massage trong vòng 2 phút, tất cả những cái make up, những cái bụi bặm ở dưới lỗ chân lông đều đi ra hết. Chỉ có một chai này duy nhất thôi. Make up remover. Make up remover làm cho da mình căng trắng sáng nữa. Vì Myoni nó có cái tinh dầu Camellia. Camellia là tinh hoa của Trà My á chị. Trà My á. Hoa hậu Trà My. Thì nó làm cho da của mình trắng sáng. Rồi, một lần nữa số phone là 808 379 6666. Đó là số phone của cái mặt hàng của công ty Myoni của hoa hậu Trà My. Và bây giờ kế tiếp đó là quý vị thấy là chị Mai Vy, nếu mà ai cũng ngồi khoe tuổi, khoe này khoe kia để trẻ thì không ai dám hỏi tuổi chị Mai Vy hết. Người trẻ mãi không già. Người khỏe mãi không già. Thì mình có uống cà phê để có năng lượng, xài dưỡng da để cho da đẹp. Thì bây giờ có những cái gì khác, có những cái mặt hàng khác để mình có thể phòng hờ, phòng ngừa những cái chứng bệnh trong người mình phải không chị Vy? Đúng rồi. Rồi bây giờ đó là thuốc nghệ phải không? Dạ. Rồi mời chị. Hôm nay Mai Vy kính thưa quý vị và các anh chị ở đây, đó là Mai Vy rất hân hạnh để đại diện cho cô Vân thuốc nghệ, và cô đã có được bằng phát minh tại Hoa Kỳ. Wow. Hiện tại cô hãng của cô thì ở Washington DC, và cái sản phẩm này là thiên nhiên, chỉ có là nghệ mà thôi. Và thưa, cái sản phẩm thứ nhất Mai Vy muốn nói đó là cái mật nghệ, nó gồm hai chất trong, nó có hỗ trợ cho rất nhiều những cái chứng bệnh thông thường. Thí dụ như là con em chúng ta đau răng, hay chúng ta đau răng chưa kịp đi với bác sĩ qua đêm này kia, thì mình có thể chậm một chút đó, vô đó cơn đau sẽ giảm đi rất nhiều. Và đặc biệt là đối với những quý vị mà bị bệnh ho đó, ho kinh niên đó, thì chúng ta có thể xịt vào 1-2 giọt ở trong tận cổ họng, ngậm khoảng 5 phút thôi thì là cái cơn đau, cơn ho nó sẽ giảm rồi, đi rất là nhiều. Rồi chúng em cần cái đó. Rồi. Tại vì nói nhiều quá. Rồi. Và nó còn có rất nhiều thứ. Rồi sản phẩm thứ hai đó là thuốc nghệ. Nó là viên thuốc bọc, gọi là trong bọc đường đi. Nó là capsule. Thì đây là 100% tinh chất của nghệ. Nó rất tốt cho tiêu hóa và chống viêm rất là nhiều. Nếu mà quý vị có những cái thắc mắc
thêm đó, thì quý vị sẽ vào cái website của Cô Vân Thuốc Nghệ, đó là www.covanthuocnghe.com, hoặc là quý vị có thể gọi điện thoại cho Cô Vân Thuốc Nghệ tại 703-754-7299, 703-754-7299. Nhưng mà thưa quý vị, có một sản phẩm Mai Vi rất là thích. Yeah. Cái này đã làm cho mọi người cứ nói tại sao mà trẻ mãi không già. Kem nghệ. Cái này có lần Mai Vi có giới thiệu cho Lan, có cho Lan một hũ. Dạ. Kem nghệ, thưa quý vị, khi mà Mai Vi gặp quý khán giả cũng như là các anh chị em nghệ sĩ hỏi Mai Vi dùng cái gì vậy mà sao cứ thấy trẻ mãi như thế này, Mai Vi nói ô Mai Vi dùng kem nghệ của Cô Vân Thuốc Nghệ rất là rẻ, có 20 đồng. Đây là nhân chứng sống luôn. Nhân chứng sống đây. Mà rất rẻ quý vị ơi, nó chỉ là nghệ mà thôi, mà nó là màu trắng không phải màu vàng là chúng ta bôi. Bởi vì cái bí quyết dễ lắm, một ngày Vi xài có 2 lần thôi, sáng rửa mặt xong bôi một lần thật là nhanh, buổi tối trước khi đi ngủ remove make up rồi bôi rồi là đi ngủ, nó rất là mát. Nhưng mà cái này nó giúp cho làn da của mình săn chắc, tươi trẻ, và đặc biệt nó là một cái chất mà nó remove cái dark spot rất là chậm, nhưng chậm mà chắc. Chúng ta không biết nó lột lúc nào. Tại vì bản thân của Mai Vi có một dịp Mai Vi đi về Việt Nam lần đầu chưa có kinh nghiệm, thì mặt cứ rang ra nắng, thành ra đi về sau 2 tuần 2 cục nám ở đây này. Rồi Mai Vi buồn quá đi, xong rồi Mai Vi mới sau gọi Cô Vân Thuốc Nghệ, cô này em chịu khó em bôi chỗ này nhiều nhiều buổi tối đi ngủ. Quý vị ơi, 1 tháng sau biến, giờ đâu có giờ đẹp quá, đẹp quá chừng luôn. Bây giờ một lần nữa, số phone là 703-754-7299. 703-754-7299. Quý vị vô website nha, covanthuocnghe.com là ra hết những nhân chứng này nọ ha.